Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn lên báo Mỹ. Ngày 15 tháng 2, VOA tiếng Việt có bài Báo Mỹ viết về Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn, xe máy vi phạm, chất đóng. VOA cho biết báo Mỹ New York Times đã có một phóng sự đăng hôm 14 tháng 2. Theo đó, có rất nhiều xe máy, loại phương tiện đi lại được ưa chuộng ở Việt Nam, đang chất đóng tại các bãi tạm giữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì một số chủ xe thấy rằng thà bỏ luôn chiếc xe sẽ ít tốn tiền hơn là nộp phạt để lấy lại. Hình ảnh bài trên VOA. Bài báo của New York Times tường thuật, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quyết liệt hơn trong việc chống nạn lái xe khi đang say rượu bia bằng cách tăng mức phạt và tịch thu phương tiện. Các quan chức nói rằng những khoản tiền phạt đó hiện nay thường cao hơn giá trị của xe và nhiều tài xế không đến nhận lại. Giờ đây, cảnh sát đang loay hoay không biết phải làm như thế nào với những chiếc xe đó. Trong khi một số người dân bức xúc vì điều này, đến mức họ đã công khai lên tiếng phản ánh, cho dù việc chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền có thể mang lại rủi ro ở Việt Nam, nhà báo của New York Times viết. Tờ báo Mỹ trích dẫn một người có tên là Nguyễn Khang, 30 tuổi, làm việc tại một ngân hàng ở thành phố, nói rằng hệ thống trừng phạt kém hiệu quả và không cần thiết đang bắt những chiếc xe máy làm con tin. New York Times đưa ra quan sát, cho rằng chiến dịch không khoan nhượng đối với nạn lái xe khi đang say rượu bia có những điểm giống như những nỗ lực trước đây ở Việt Nam nhằm tăng cường trật tự công cộng, chẳng hạn như việc dẹp các hàng quán trên đường phố ở Hà Nội và Sài Gòn, vốn bị nhiều người coi là nặng tay. Chương trình 4 năm chống tác hại của rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến việc tịch thu phương tiện giao thông trên khắp Việt Nam trong những năm gần đây, báo Mỹ viết. Hình ảnh một chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông. New York Times đưa ra bức tranh khái quát, theo đó, chiến dịch này đã có những tác động rõ rệt ở một quốc gia nơi bia được bán tràn lan tại các quán vỉa hè và việc nhậu lai rai là chuyện thường tình. Doanh số bán bia trên toàn quốc gần như ngay lập tức giảm ít nhất 1/4. Hàng chục nghìn người đã bị tước bằng lái xe và công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng năm ngoái các vụ tai nạn, số người bị thương và tử vong liên quan đến giao thông đều giảm. Theo tìm hiểu của VOA, trong năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 650.000 người vi phạm, 20% trong số đó phạm lỗi về nồng độ cồn và tổng số xe máy ô tô bị thu giữ là gần 155.000 chiếc. VOA cho hay, bên cạnh kết quả tích cực, một hệ quả khác là sự mạnh tay đối với vi phạm nồng độ cồn dẫn tới lượng xe cộ bị bắt giữ tăng cao, làm các kho chứa tang vật của công an bị quá tải và phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ. Hình ảnh xe vi phạm chất đống trong các bãi tạm giữ. Theo VOA, Cục Cảnh sát Giao thông nói với báo Thanh Niên hồi tháng 1 rằng tình trạng quá tải ở các bãi tạm giữ phương tiện vi phạm không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như Sài Gòn, mà ở 100% các tỉnh thành cũng như các quận, huyện, thị xã. Vẫn theo VOA, các nhà chức trách đã cân nhắc đến việc bán thanh lý những chiếc xe bị bỏ mặc. Nhưng các quy định hiện hành không dễ thực hiện vì phải tuân thủ thời hiệu xử lý vi phạm hành chính mất 12 tháng, sau đó phải xác minh, thông báo, tịch thu, thẩm định giá, bán đấu giá, tổng cộng mất thêm khoảng 2 năm. VOA cho biết thêm, dự thảo một nghị định bao gồm việc xử lý tài sản và tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu với thời hạn xử lý tối đa không quá 6 tháng, được Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền để xem xét ban hành. Khi nó được thông qua, người ta kỳ vọng rằng nó sẽ giúp đẩy nhanh quy trình, thủ tục xử lý và góp phần hạn chế tình trạng để lãng phí các tài sản như xe vi phạm hành chính cũ, hư hỏng. Thanh Niên viết hồi tháng 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chuyện Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn lên báo Mỹ. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chia chác trong đảng không phải là lần cuối. Ngày 14 tháng 2, AFA tiếng Việt có bài bình luận Đảng chia quả thực đầu năm chưa hẳn là lần cuối của tác giả Trần Hiếu Chân. Tác giả đề cập đến việc Tổng Trọng ẩn ẩn hiện hiện thời gian qua khi ông vắng mặt một thời gian dài rồi xuất hiện tại Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1, rồi lại bốc hơi thêm 2 tuần và xuất hiện lại lần nữa vào sáng ngày 7 tháng 2, tức 28 Tết. Tác giả đánh giá ngày xưa quyền lực chỉ thuộc về một dòng họ duy nhất. Ngày nay, với các vua tập thể thì sự phân quyền có khác, nhưng đều có một mẫu số chung. Đó là con dân xứ Đông Lào ngày nay vẫn bị bỏ rơi trong các cuộc chia quả thực thời 4.0. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả cho rằng, đa phần người dân giờ đây không còn mấy lòng tin vào bất cứ một thế tử nào trong đám cầm quyền.
phe phái nào lên thì cũng vũ như cẩn, phần lớn đều là hiện thân của lòng tham và tội ác. Ngoại trừ một phạm vi hẹp trong giới quan sát, thì phần đông người dân đều thờ ơ, không mấy quan tâm đến thời cuộc. Tác giả mỉa mai nhận xét, suốt mấy tuần lễ Tổng Bí thư vắng mặt trước và sau Tết, sân khấu chính trị Ba Đình căng như một dây đàn. Nhưng thứ dân thì vẫn thờ ơ, trơ lì trước mọi biến động của thời thế mà không hề chờ đợi, không hề hy vọng bất cứ điều tốt lành nào. Còn các phe phái sau khi tuốt gươm cũng đã kịp nhận ra cơ hội tỷ thí chưa tới và các bên ra gươm vào vỏ tạm lui binh sau khi thỏa thuận được với nhau phương án quả thực đầu năm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long ngày 28 Tết. Theo tác giả, đã có nhiều đồn đoán về việc sắp xếp trong tứ trụ một khi ông Trọng ra đi. Trừ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ chia nhau các ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Các nguồn tin chưa xác định cho rằng ông Phạm Minh Chính sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí thư và để hai ghế còn lại cho ông Huệ và ông Tô Lâm. Nhưng cũng có bình luận khác nhận định rằng thỏa hiệp này chỉ là tạm thời cho đến năm 2026, năm của Đại hội 14. Tác giả nhận định việc chia chác này sẽ có những tác động rất tiêu cực đối với mọi sinh hoạt kinh tế và xã hội của đất nước. Trong bộ máy quyền lực sắp xếp như trên, xu hướng chuyên chế, đàn áp sẽ vượt trội hơn so với thời kỳ trước đây. Hơn một nửa của tứ trụ là công an và an ninh tư tưởng, chính Tô Lâm và Thưởng. Từ nay họ không phải dè chừng để kiếm phiếu, hẳn nhiên bộ máy sẽ tăng cường trấn áp, bắt bớ và toàn xã hội sẽ tiếp tục bị bóp nghẹt. Hình ảnh tứ trụ triều đình hiện nay. Tác giả phân tích, việc chiêu quả thực đầu năm nói trên sẽ cần được chính thức hóa tại phiên họp trung ương đặc biệt và phải được sự chuẩn thuận từ phía bên kia biên giới. Có điều Tập Cận Bình cũng đang vào hồi rối ren, nên khi thấy ở thuộc quốc các phe phái thỏa hiệp được với nhau, thì nhiều phần Bắc Triệu cũng sẽ chấp nhận để cho con thuyền cùng chung vận mệnh bớt trồng trành. Tuy nhiên, tác giả đề cập đến một phái ngựa ô đang nấu mình, chưa xuất hiện công khai. Lực lượng này tuy không mạnh bằng tứ trụ đương quyền, nhưng họ đại diện cho khát vọng muốn thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, sẽ có sức cuốn hút đối với đa số. Từ hơn 200 ủy viên trung ương, những người đang phải đối mặt với sóng gió của nền kinh tế, muốn có đột phá sau trì trệ hiện nay. Phái này gồm những khuôn mặt tương đối sạch nước cạn, hoặc ít ra cũng đỡ lem luốc hơn mà không bị giới hạn bởi độ tuổi. Vì vậy, phái ngựa ô này có khuynh hướng chấp thuận việc chiêu quả thực đầu năm chỉ là tạm thời. Tất cả phải chờ đến đại hội 2026. Cho tới lúc đó, cả tam trụ khó giành được các giải đặc biệt về tuổi tác như Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng thời đại hội 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Chia chác trong đảng không phải lần cuối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.